Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của huyện Bắc Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trang cơ sở ngày hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Mở đầu là phóng sự Bắc Yên nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp. Tiếp đó là phóng sự Bắc Yên nỗ lực chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Yên là một huyện vùng cao, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào đất nông nghiệp để giúp người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm gần đây, huyện Bắc Yên luôn chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân để nâng cao thu nhập từ nông nghiệp. Phóng sự sau của phóng viên chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước những nhu cầu ngày càng cao trong thị trường về các sản phẩm nông nghiệp sạch và đảm bảo an toàn thực phẩm, những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã chú trọng triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, nhân rộng các mô hình nông nghiệp đa dạng về cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, điển hình như cải tạo và phát triển mô hình cây chè san tuyết xã Tà Sùa, cải tạo chăm sóc rừng táo Sơn Tra, trồng cây dược liệu ở các xã vùng cao, hỗ trợ nông dân trồng cây ăn quả và trồng măng tre bát độ, mô hình phát triển chăn nuôi gia súc tại các xã trong huyện, đặc biệt là chú trọng phát triển các loại cây trồng có thế mạnh của địa phương để tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop. Về công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật và quản lý chất lượng nông sản, xây dựng các sản phẩm Ocop được huyện quan tâm. Trong 5 năm vừa qua thì đã tổ chức được 276 lớp tập huấn với 9.614 lượt người tham gia. Địa bàn toàn huyện đã trồng được 231 ha chè san tuyết, 303 ha thảo quả sa nhân tại các xã vùng cao, đặc biệt là trồng được trên gần 1.800 ha cây ăn quả tại các xã. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 11 sản phẩm Ocop, trong đó có 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp tỉnh và 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện. Thực hiện phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, huyện đã tập trung triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng như giảm diện tích cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc để chuyển sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, chủ yếu là trồng các loại cây ăn quả. Đến nay toàn huyện đã có 6.635 ha cây ăn quả các loại, sản lượng đạt trên 8.000 tấn quả trên năm, tạo nguồn thu nhập, ổn định đời sống cho người dân. Với tiềm năng phát triển thì xác định đây cũng là một cái địa điểm mà cái vận chuyển hàng hóa về xuôi, thì xác định là nhất là cái phát triển cây ăn quả trên đất dốc thì giá sinh sản đến thời điểm này là có trên 500 ha cây ăn quả các loại như là xoài, nhãn. Với các xã vùng cao, cùng với việc chuyển hướng sản xuất như canh tác lúa ruộng bậc thang, trồng và chăm sóc cho cây táo Sơn Tra, các xã đã phát triển mô hình trồng các loại cây dược liệu dưới tán rừng như thảo quả và sa nhân. Đến nay, các xã vùng cao của huyện Bắc Yên có hơn 1.000 ha cây dược liệu, chủ yếu là tại các xã Hang Chú, Háng Đồng và Xím Vàng, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân vùng khó khăn. Cây thảo quả vào trên địa bàn xã thì bắt đầu từ năm 2009 đến nay, và nhất là phát triển nhiều nhất là bắt đầu từ năm 21, 22 và hiện nay thì ví dụ như năm nay mà không bị hạn hán thì cái sản lượng thảo quả sẽ càng ngày càng tăng lên. Với mô hình phát triển chăn nuôi, huyện Bắc Yên thường xuyên chỉ đạo các xã quan tâm làm tốt công tác tiêm phòng vaccine phòng dịch và thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường, khu vực chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Từ đó, nhiều mô hình phát triển chăn nuôi đã phát huy hiệu quả, điển hình như mô hình nuôi bò cái sinh sản, nuôi dúi và nuôi dê ở xã Mường Khoa. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ phát triển mô hình chăn nuôi. Trồng sắn ngô thì năng suất rất thấp. Thế ở đây là chỉ là tập trung như là nuôi bò và nuôi dê. Đấy, nuôi bò thì mỗi năm thì tôi cũng thu nhập được 30 triệu. Còn dê thì nuôi 30 con. Đấy, mỗi năm thì cũng thu từ dê ấy, sinh sản ra ấy thì cũng được 50 triệu một năm. Cùng với các mô hình kinh tế nông nghiệp, hiện nay huyện Bắc Yên đang triển khai mô hình trồng măng tre bát độ tại xã Phiêng Ban và một số xã khác qua hỗ trợ giống trồng thử nghiệm từ năm 2021 tại 60 hộ dân ở xã Phiêng Ban cho thấy măng tre bát độ có triển vọng phát triển rất tốt, thích hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương. Đây là một hướng đi triển vọng trong phát triển kinh tế cho nhiều hộ dân. Qua việc xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp, chuyển giao áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đã làm thay đổi tư duy, nhận thức và phương thức sản xuất, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng công an và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an huyện Bắc Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, tập trung chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong những năm qua, công tác phòng chống ma túy được cấp ủy chính quyền huyện Bắc Yên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã thị trấn, nòng cốt là công an huyện, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống và kiểm soát ma túy. Trọng tâm là đề án chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua công tác chuyển hóa địa bàn từ năm 2015 cho đến nay thì trên địa bàn huyện Bắc Yên thì công an huyện đã tham mưu là chuyển hóa địa bàn được 5 xã và 29 bản. Và căn cứ vào kết quả đạt được thì theo đánh giá của công an huyện thì trong thời gian vừa rồi thì kết quả của việc chuyển hóa thì cơ bản là các địa bàn sau chuyển hóa thì đã, đặc biệt là nhận thức của người dân thì đã được nâng cao về ý thức tổ chức pháp luật cũng như là về cái sự tham gia trong công tác tuyên truyền vận động người thân để tránh xa những cái tệ nạn về ma túy. Đến nay, huyện Bắc Yên có 5 trên 16 xã thị trấn và 57 trên 99 bản tiểu khu không có ma túy. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, địa bàn Bắc Yên vẫn còn xảy ra 12 vụ, gồm 17 đối tượng phạm tội về ma túy, 31 vụ vi phạm các quy định về phòng chống ma túy. Toàn huyện còn 78 đối tượng nghiện ma túy, phát hiện một vụ trồng cây có chứa chất ma túy. Sau khi triển khai các kế hoạch về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy thì trên địa bàn xã An Đồng đã đạt được một số kết quả như sau. Một là đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc tham gia vào công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Thứ hai là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã từng bước nhận thức rõ về vai trò trách nhiệm trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về phức tạp về an ninh trật tự và về ma túy. Thứ ba là qua công tác đấu tranh thì đã vận động được một số đối tượng liên quan đến ma túy đi cai nghiện bắt buộc giáo dục tại xã và đặc biệt là đã bắt một số đối tượng để truy tố trước pháp luật. Bắc Nga cũng là xã trọng điểm loại 3 về ma túy trên địa bàn huyện Bắc Yên, được đưa vào chuyển hóa địa bàn năm 2024. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, bằng những giải pháp nghiệp vụ cụ thể của lực lượng công an và sự ủng hộ của nhân dân, tội phạm về ma túy trên địa bàn xã đang từng bước được đẩy lùi. Qua thực hiện công tác 6 tháng đầu năm thì hiện tại thì công an xã Háng Đồng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã là bắt và khởi tố 7 vụ 11 đối tượng có liên quan đến các hành vi như là tàng trữ, sử dụng trái phép và mua bán trái phép chất ma túy, và trong đó đồng thời là có lập 8 hồ sơ xử lý xử phạt vi phạm hành chính bằng biện pháp là đề nghị đưa vào cơ sở điều trị nghiện bắt buộc của tỉnh. và lập 4 hồ sơ đề nghị áp dụng giáo dục tài sản và xử phạt các vấn đề liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cũng tương đối nhiều. Cũng là một trong những xã đang tích cực triển khai chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, xã Tạ Khoa đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển hóa địa bàn, thành lập 3 tổ công tác, bao gồm tổ tuyên truyền vận động, tổ củng cố hệ thống chính trị và tổ xử lý vi phạm trật tự xã hội. Trong tháng 6, tháng trấn áp tội phạm về ma túy, thì Ban chỉ đạo đã chỉ đạo lực lượng công an, xã cũng như là mặt trận tổ quốc với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, thì đã một số thanh niên đã tự giác cũng như là một số là chúng tôi đã thử. Thời gian tiếp theo thì chúng tôi cũng đã có bằng văn bản chỉ đạo công an xã cũng như là ban chỉ đạo của xã phối hợp với các bản là họp dân tố giác tội phạm về ma túy cũng như là về trật tự xã hội, thì sẽ phấn đấu hoàn thành vào trong đúng theo cái thời gian quy định của huyện là vào tầm tháng 11 năm 2024. Chúng tôi đã chuyển hóa địa bàn thành công trong 10 tháng 5 năm 2024 này. Sau khi chuyển hóa xong thì là chúng tôi đã mời các hộ dân đến nhà văn hóa để tuyên truyền, các hộ dân đã ký cam kết về vận động các con cháu, tức là không nghiện, không mua bán, không vận chuyển tàng trữ các loại chất ma túy. Sau khi chuyển hóa xong thì là chúng tôi đã làm hòm thư, làm phiếu tố giác. Sau khi tố giác thì chúng tôi trong thời gian tháng 6, tức là tháng cao điểm phòng chống ma túy, thì chúng tôi đã test thử được hơn 10 người. Thì trong đó thì là có 3 người là có dương tính với chất ma túy, thì chúng tôi đã đưa được cai nghiện bắt buộc. Anh Lò Ngọc Thu ở bản Tân Tiến, xã Tạ Khoa là một trong những thanh niên có học thức, đã từng là cán bộ xã, thuộc diện gia đình có điều kiện kinh tế. Song do chủ quan, giao lưu thiếu cẩn trọng nên đã sa ngã vào tệ nạn nghiện ma túy. May mắn hiện nay anh đã hoàn thành chương trình cai nghiện bắt buộc và trở về tái hòa nhập cộng đồng. Trong quá trình gọi là đang nghiện ma túy ấy thì tất nhiên rồi, ma túy nó là đốt tiền mà. Thế nên là trong khi đang trong quá trình nghiện thì cuộc sống gia đình thì nó rất là khó khăn, cả vợ con lẫn cả bố cả mẹ các thứ, là trong lúc nào cũng trong tình trạng như kiểu là nó, nói chung là nó lao đao lắm cuộc sống. Cho nên là tốt nhất là không nên dây dưa gì đến ma túy. Nhằm đẩy lùi và làm sạch ma túy trên địa bàn, huyện Bắc Yên đang đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động thực hiện công tác phòng ngừa kết hợp với tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban ngành có liên quan, phát huy vai trò của tổ an ninh tại cơ sở trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, triển khai các mô hình dân vận khéo gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, ký cam kết giữa các bản tiểu khu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, giữa các xã với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và giữa học sinh với các nhà trường, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đơn vị trường học, bản tiểu khu sạch về ma túy, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, trang cơ sở của huyện Bắc Yên phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các trang cơ sở kỳ sau.